Bị đồng bọn bỏ rơi, tên trộm trèo lên sân thượng quán karaoke cố thủ. Bị đồng bọn bỏ rơi, tên trộm xe bị truy đuổi gắt gao nên đành trèo lên sân thượng của một quán karaoke cao 5 tầng để cố thủ. Ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một nam thanh niên để lấy lời khai, điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, người này đã trèo lên sân thượng của một quán karaoke để cố thủ khi bị truy đuổi. Theo đó, vào khoảng 23 giờ khuya 18/3, một nam thanh niên bị nhiều người rượt đuổi trong khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An. Một lúc sau, thanh niên này trèo theo lối thoát hiểm rồi lên sân thượng của một quán karaoke 5 tầng để cố thủ. Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi. Ngay sau đó, lực lượng công an phường An Phú có mặt cùng công an thành phố Thuận An tiến hành vận động thanh niên này trèo xuống nhưng người này không hợp tác. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, công an đã lên sân thượng khống chế đưa thanh niên này xuống rồi giải về trụ sở để lấy lời khai. Qua xác minh ban đầu, thanh niên này cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi trộm xe tay ga của một người phụ nữ. Sau đó bị tổ tuần tra 171 của công an thành phố Thuận An truy đuổi. Tên đồng bọn chạy thoát, còn thanh niên này trèo lên sân thượng cố thủ. Hiện sự việc đang được công an thành phố Thuận An điều tra, làm rõ.